hết trơn rồi, nó mần rồi, nó không có nhà. Đau hoài ha. Cô hút dễ quá. Rồi cô hút lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Giờ cô 70 tuổi, cô hút mấy năm rồi? Cũng 20 năm, mấy năm rồi. Mà cô hút thuốc vấn không ha? Vấn hả? Rồi ngày vấn nhiều điếu? Ngày 3-4 điếu, 5-6 điếu, 6-7 điếu có. Điếu hút nhậu thì một nửa lít rượu, một lít rượu rồi lên thì anh biết con cái hút tỉnh ba hút thua 16 hút tới giờ luôn á. Chào mọi người, trước mắt chúng ta là cô Năm Lùng. Cô đang làm gì vậy cô? Hút thuốc. Ủa sao cô nữ mà hút thuốc? Bệnh. Sao bệnh? Ủa chung mình á. Sao mà bệnh mà mình hút thuốc sao? Tại vì có người ta theo á. Là ai theo mình? Có thằng em. Là em của cô nó hút thuốc á ha. Em thì không hút thuốc mà nó thứ sáu nó bị bộ đội chết. Rồi giờ mình bị hút là do cái anh đó anh theo ha. Với ở ngoài cũng theo nhiều lắm. Trời đất ơi. Gì dữ vậy? Theo hành xác quà. Hành xác là làm gì? Thì muốn sai sai, muốn tỉnh tỉnh, muốn nằm trên bao nằm nha. Là em ruột á hả? Em ruột, em thứ sáu. Rồi sao? Rồi sao mình biết người ta theo? Thì có đi thầy vào đó, người ta theo, người ta nói nhập lên đùng 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 gầm gầm với mấy ông thầy đó, mấy chục ông thầy á. Rồi cô hút lâu chưa? Thì đâu rồi, cô uống rượu, như giờ bỏ rượu rồi. Rồi cô nhiêu tuổi? Này 7 cũng như tuổi cha mẹ thì 71, còn tuổi nhà nước thì 70. Rồi giờ cô ở đây với ai? Ở đây với thằng chàng trai Út, thằng trai thứ 5 chứ không phải Út nữa. Hai nhỏ con gái gả hết trơn rồi, nó mần rồi, nó không có nhà. Đau hoài ha. Cô uống dễ quá. Rồi cô hút lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Giờ cô 70 tuổi, cô hút mấy năm rồi? Cũng 20 năm, mấy năm rồi. Mà cô hút thuốc vấn không ha? Vấn hả? Rồi ngày vấn nhiêu điếu? Ngày 3-4 điếu, 5-6 điếu, 6-7 điếu có. Điếu nhậu thì một nửa lít rượu, một lít rượu lên thì ra anh biết. Con cái mùi thuốc là nặng luôn á. Không có, cô hút đi, cô hút đi. Liếc lại, cô uống rượu. Uống rượu rồi mình sỉnh không? Không, uống rượu cái uống ly rượu coi rồi về bye bye nha, không ở nha. Mà xưng rồi xưng hô với người ta bằng gì? Hình không xưng hô thì dần gồm lội qua, xây qua xây lại uống rồi. Vậy rồi chú ở chung nhà với cô rồi chú sợ không? Không, quen rồi. Là đồng tính rồi, phía ông báo được đồng tính rồi. Thì chú nhiêu tuổi? Hồi này... 77 cũng như 76. 76. Rồi chú biết hút thuốc không? Hút. Rồi bên đây là cái này là của chú đó hả? Cái này đó hả? Đã cho hút vấn à. Không phải, cái thuốc vấn này nè. Là của ai? Bảo mà. Của tôi nữa. Đâu? Trong cái gói thuốc là mình có gì với có gì? Không có gì. Cái này giấy. Giấy thuốc. Cái đâu? Đường lọc, cái này thuốc bánh. Đường lọc là gì? Đường lọc là thuốc cây quấn lại đó. Hả? Không được, bỏ rồi nè. Thuốc bánh đó. Thuốc khoanh là sao cô? Khoanh quấn tròn, khoanh năm cò bán bánh đó. Khoanh này nè. Đâu chú lấy mình coi coi. Cái đó nó mắc tiền hơn kia không? Rẻ cũng vậy. Rẻ hơn. Nhưng mà, mình không quen phải không? Đâu chú lấy cho nghe coi coi. Nhân vàng nè. Dạ. Cái chân gọc. Một cây. Mấy cò bán nữa. Rồi sao nãy cô đang hút mà cô dục vậy? Dục mấy trái hết trơn rồi. Để cô sạch thôi không có hút lại đi con, đặng con coi cách nặng mới con học theo con hút nè. Đây học chi kỳ đó. Sao kỳ? Vậy chứ cô nữ cô hút được mà. Đàn bà hút kỳ lắm, nữ hút kỳ lắm. Giờ vậy cô nữ hay nam? Nà nữ, chạy quen rồi thì ấy quen rồi. Bỏ cũng được mà bỏ không được. Có khi nào đang nói chuyện rồi cô xưng với chú là bằng em không? À. Bằng em nghĩa là cái người em của cổ nhập lên á. Không. Mỗi lần có chứ không có. Có rồi nói thì sao? Nói tôi là em đi năm tôi, hiếp năm tôi, con hiếp gì đâu, mày nói gì mày tao, con hiếp gì đâu. Ba hiếp tao nhiều quá, nó để cười. Thôi, nói rồi tôi. Đây coi chú nè. Đây coi chú là tên gì? Sóc Cát hả? Nguyễn Nhân Cát. Giờ chắc ít người hút thuốc vấn hả chú? Ít. Ủa mình có... Mình cái có miếng giấy xíu vậy hả? Đồ nghề là như thế hả?
nó bự nó nhỏ này. Hồi đó thì con trai nhưng mà cái thuốc này chắc nặng hơn cái thuốc điếu nhiều hơn con nhiều. Tại con cô mới vừa hút cái là nó sặc lên liền á, nặng hơn nhiều. Này nó mình quen nào giờ nhỏ đó hút này không đó bị đứa câu đỏ đó hút quen cứ đội rồi ngắm. Chú là hút thuốc bao nhiêu năm? Mấy chục năm rồi, năm nay à mẹ 16 tuổi đó giờ, 76 tuổi. Ừ, có kinh nghiệm hút 60 năm. Còn cô? Mới hút còn mấy năm à? Hai mấy năm hả? Ừ, vì... trước kia là không hút. Không. Trước kia là ngại luôn ha, thấy ông hút lao không? Ngại hút thuốc mà đồng bài hút thuốc cái giờ hút thuốc. Ừ. À, vậy chứ lên uống rượu luôn qua wow, nhỏ em nhỏ thứ 10, nhỏ thứ 10 mười nga uống nước và nàng dạ, dạ. Tôi chị bà đó đó dạ cô rồi. Biết hả biết tôi chị bà mười nga dạ. Ủa sao sao chú hút dấn cái điếu dài hơn của con nãy con nãy sao dấn hút ít mình hút ít là cái điếu mình nó ngắn hơn dạ. Dạ. Hút ít trời dạ. Mà tôi cháu bà mười nga rồi là tôi biết anh Tâm Tiếp chứ là ở dưới như tính đó. Tâm Tốt thì dạ. Biết tuổi đây, đã rất lâu rồi. Tâm Tiếp chứ Tâm Tốt chị, Tốt. Biết lắm đó. Em coi coi thành phần nè, có cái ống quẹt rồi. Nào cô lấy ngang coi coi. Hút dần dạ, hút được cái. Thôi, qua quẹt kia kìa, không đưa ra. Cho cô hút dắn cái đi. Nãy cô đang dắn chứ giờ nghe mùi thuốc ống hút rồi ngứa miệng không? Hả? Không. Vậy là giờ hai vợ chồng là thành tình đồng chí rồi phải không? Đồng tình đồng chí rồi, mà lần chứ không ưa hút thuốc á. Giờ cứ giờ vậy thì thôi vậy luôn. Vậy chứ ai kêu bỏ cũng được à, em cũng hút chơi à. Là sao? Để hút chơi. Là kêu cô bỏ thuốc ổng không cho phải không? Tôi không cho. Tôi hút chơi chứ bỏ gì. Trời ơi. Rồi nhà có khi nào uống rượu chung không? Nhiều khi cùng cùng cái mày ly tông ly nè mày ông ly tôi ly rồi thôi nói vậy chứ không uống không sợ không là thôi cũng dám uống gì bà hại đâu giờ mình lớn tuổi thì mình đâu có làm gì ra tiền ha không có làm ra tiền con trai nó nuôi không à dạ cũng có người nuôi cũng đỡ. Ủa sao điếu thuốc của cô vậy ngắn ngục vậy đâu gì nó có chích nhịt vậy giống như người ta hút được khúc rồi đó hút gì quen rồi hút nhiều quá trời vậy rồi cầm cái nó muốn cháy cái tay luôn rồi. Rồi lần đầu sao cô hút được lần đầu tiên hút thuốc á lần đầu tiên hút được vô hút thuốc luôn hả tự nhiên cái giống như bị nhập rồi cái hút luôn vậy ha cô giáo về nhập xác rồi hút rồi sao hút rồi sức ra mà không hút bình thường nha nhớ ít chút mà lần tôi đi đó mẹ em rồi vẫn nhỏ như tới 10 tôi nói đó trời ơi tôi uống bữa nữa, nửa lít rượu không xài luôn á xỉn luôn nằm trên võng rồi là không biết gì trời rồi khi người ta xuất ra cái là xỉn luôn không biết gì hết luôn không biết gì trơn hả mày nha cái nói kêu hai nhỏ gái liếng ơi xem ơi cho má nước rồi giờ má mệt quá rồi má xỉn sao uống một cuốn rượu đâu mà quá trời xỉn rồi cái dâu nói là con chứ trời mấy chị đâu có anh này con vợ người ta rồi cho uống ly nước cái chân cũng 5 giờ chiều rồi uống rồi sáng. Có mà lúc cô bị nhập rồi cô đâu biết gì hả không rồi khi xuất ra cô mới biết cứ ra rồi nghe ta kể hay là cô tự cô nhớ ta kể cực vậy cái người chứng kiến nhiều nhất là chú phải không nhà đúng em. Không em mở em nhà không ông cũng chứng kiến nè mở nhà cũng vậy mà ông cũng không sợ ba luôn không sợ vậy rồi giờ ở nhà rồi rồi ai nấu cơm à, nấu, rồi, nấu ai ai cũng nấu nấu à vậy tôi nấu thì vợ nấu nhà nước cái trơn à hôm đó nhà nước để cất nhà cái qua thấy cái bồ tòn thì không cho cái nhà ông cất tòn lợp bồ tòn nước cái trơn à con mà ở đợ nó cất cái chứ tôi cũng không có mần gì mà có tiền cả tiền cất năm mấy năm rồi dạ bây giờ mình lớn tuổi rồi mình không có tiền cái trái nhưng mà tiêu trơn là một cao su trận cha làm về bạc nó điện cho dột hôm đó dột bấy hết trơn dột không có chỗ ở nè nhà đất nữa à, con thấy vậy nó kêu rồi cô hút nãy là xong rồi đó mới có hút mấy tua là xong rồi xong rồi đó nào quá ha cái nó mua toàn này để con ở đợi con mua toàn mẹ để má nhà má ngoài sân má dột vậy rồi giờ là ở nhà là giờ chú chỉ là tâm sự với cô thôi đấy ha có hai người, hai người. Con cháu thường tới nhà không tới
Anh nói bà của xóm chồng cháu nó nghèo. Lối xóm không có con cháu rồi. Người đó sống rồi. Chết sống là lối xóm không. Con ở xa ta hay về nhà là mà có một cái cô bị nhập mà hút thuốc với uống rượu lâu lâu vậy mà mình thấy cũng khỏe ha, không có bệnh gì nhiều. Giờ hết rồi, đỡ nhiều rồi. Giờ đỡ ha. Hồi đỡ chừng có chừng 7-8 năm nay, chứ mấy năm trước trời ơi, quá thuốc trời. Rồi vậy rồi đâu lo gì, ổng lúc đó ổng lo không? Không lo không. Hên là phải lúc đó ổng nhậu luôn rồi, ổng bỏ luôn. Trai nó lo nữa, chứ ổng cũng biết lo nữa. Dạ. Tôi nhà giờ chú này có uống rượu được không? Uống thì lắm, bị uống bị bệnh thôi, nhà không uống. Dạ. Nhất 2 giờ, ông con... Giờ lâu lâu à, ôm lại kỷ niệm xưa, mua lít rượu về ngồi uống với bả thử coi. Bả uống nổi đâu. Giờ là, giờ chỉ có hút thuốc thôi ha. Ừ. Hút thuốc thì rồi vậy rồi mình đi đám tiệc rồi mình, bà nè, cô có đem thuốc hay không? Không. Vậy rồi thấy người ta hút rồi làm sao? Thôi. Chịu phải không? Chịu. Nhưng mà người ta biết mình hút rồi người ta cho thuốc. Cho, nhiều khi uống rượu rồi, họ bà uống không? Thôi, bữa nay tao không uống như mày nha, tao nghĩ. Rồi, vậy rồi đó giờ mình bị nhập rồi mình có coi bối rồi không? Có biết chuyện không, tương lai không? Không. Chỉ nhập vậy thôi ha. Nhập vậy thôi, vô gà thôi chứ. Rồi thầy không gỡ được sao? Không. Không được. Ừ. Vậy phải chịu vậy đó ha. Chịu. Dạ. Yeah. Bởi vậy ở nhà tôi quậy ổng, hoài ha, sáng cái ổng lắp giác tôi quậy ổng. Cái thằng con bà ông ở nhà bả nói gì nói ông làm tin nha. Ông quậy mà bả ngã ra cái chết rồi ông ăn nha, tôi không gì. Vậy mà thấy cuộc sống khó khăn nhưng mà cô chú cũng vui vẻ lạc quan ha. Dạ, tại vì mình sống cái cuộc sống mình nó quen vậy rồi. Dạ, rồi chịu chứ. Dạ. Hỏi ai bây giờ? Bả là ai đó, hồi bên mẹ nó lắc đi mà vừa lắc vô rồi. Dạ. Không có cự cãi bả đâu. Rồi vậy thôi giờ chúc cô với chú sống vui sống khỏe ha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn cô nhiều ha. Dạ. Rồi. Vậy chào tạm biệt mọi người nha. Cô dạ. Chào đi. Dạ. Chào đi chú chào rồi. Dạ.